Hello, Vui Cùng Robo xin chào tất cả các bạn thân thương của Vui Cùng Robo nha. Và ngày hôm nay Vui Cùng Robo sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái mẹo mà để giảm giật lắc trên dòng điện thoại Oppo nha các bạn. Thì cái mẹo này được trang bị sẵn trên dòng điện thoại Oppo mà đôi khi chúng ta không để ý thì chúng ta sẽ không biết đến nó. Thì hôm nay Vui Cùng Oppo sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thực hiện nha, và các bước thực hiện như thế nào á thì mà các bạn cùng Vui Cùng Oppo tìm hiểu sau đây nha. Ok, thì Vui Cùng Oppo cũng vừa nói và vừa thao tác để cho các bạn dễ hiểu nha. Trên tay của Vui Cùng Oppo là dòng Oppo Reno 7Z 5G nha các bạn. Đấy, rồi, thì máy của Vui Cùng Oppo đang thao tác cho các bạn xem là sử dụng là hệ điều hành Android là 12 và phiên bản KerneOS là 12.1 nha các bạn. Rồi, thì bạn nào mà sử dụng điện thoại mà hay bị giật lắc nè, hoặc là chậm đơ vậy đó thì các bạn cũng có thể dùng cách này. Đây thì đầu tiên á thì các bạn vô phần cài đặt nè các bạn. Đấy, rồi các bạn kéo xuống giùm cho Vui Cùng Oppo phần pin nha các bạn. Đây pin, rồi thì trong phần pin này cũng có rất là nhiều dòng, thì chế độ tiết kiệm pin nè, rồi chế độ siêu tiết kiệm pin, thì Vui Cùng Oppo cũng đã làm clip hướng dẫn cho các bạn rồi, các bạn cũng có thể xem lại nha. Rồi thì các bạn vô bấm tiếp, các bạn chỉ cần chú ý phần cài đặt nâng cao giúp Vui Cùng Oppo nè. Đây đấy, trong đây cũng có rất là nhiều dòng nha. Thì các bạn quan tâm đến cho Vui Cùng Oppo là chế độ hiệu suất cao. Đây hiện tại máy của Vui Cùng Oppo cũng đang tắt đi nè. Khi mà chúng ta bật cái này lên á, trong những cái điều kiện mà nhất thời như chúng ta chiến game nè, hoặc là chúng ta cần thao tác nhanh một cái ứng dụng gì đó thì chúng ta bật nó lên thì máy nó sẽ hoạt động hết công sức, thì máy xử lý rất là nhanh nha các bạn. Đây nè, chúng ta bật lên nè. Khi mà chúng ta bật cái chế độ hiệu suất cao này lên đó thì máy sẽ báo là điều này sẽ máy sẽ hao pin và nó nóng máy lên nha các bạn. Thì máy xử lý nhanh mà thì nó sẽ đổi lại là cái nhược điểm là nó sẽ tiêu thụ pin nhanh hơn và nó nóng máy hơn một chút. Thì cái này thì mình cũng phải đánh đổi thôi, nếu mà mình muốn xử lý nhanh thì mình phải chịu những cái nhược điểm nha các bạn. Rồi khi mình bật lên đấy thì mình vô cái gì nó cũng hiện ra rất là nhanh luôn các bạn. Đây các bạn thấy không, bấm vô cái là nó hiện lên liền luôn các bạn. Đấy, thao tác rất là nhanh luôn. Đấy rồi, ngoài cái mẹo đó thì Vui Cùng Oppo cũng hướng dẫn cho các bạn thêm thêm vài mẹo nữa nha. Ví dụ như khi mà chúng ta trình duyệt web Chrome này các bạn. Đấy các bạn thấy không nè, chúng ta mở đôi khi lúc ở nhà mà mình không có chú ý đến chúng ta mở rất là nhiều tab. Đấy các bạn thấy không, hiện tại máy của Vui Cùng Oppo là mở 6 cái tab trên trình duyệt web Chrome này nè. Thì như vậy nó sẽ chiếm bộ nhớ RAM thì nó làm cho máy cũng bị hay giật lắc hay treo đơ nha các bạn. Rồi khi mà chúng ta muốn đóng những cái này lại thì chúng ta kích vào đây thì nó hiện 6 cái tab nè, thì chúng ta đóng lại thôi. Đấy thì nó cũng giảm cái chiếm bộ nhớ RAM á, thì nó cũng giúp máy mình nhanh nữa ha. Rồi ngoài ra trong cái phần ảnh nè các bạn, trong cái phần ảnh này nè, khi chúng ta xóa ảnh á nè, thì trong cái mục đã xóa gần đây nữa các bạn, nhằm khi chúng ta xóa hoài hoài nó cứ chồng 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 nhiều nhiều, nhiều trong này nè, thì nó làm cho chúng ta cũng máy của chúng ta nặng lên. Thì Vui Cùng Oppo cũng khuyên các bạn á, là cả khoảng một tuần hay là 2 tuần vậy đó, các bạn vô đây xóa hết tất cả những cái ảnh mà đã xóa gần đây nha các bạn. Đấy nè, chúng ta bấm xóa bỏ. Thì ngoài ra trong cái phần tiệp của tôi cũng vậy nè, những cái tài liệu như file Word, file PowerPoint rồi đó các bạn, rồi Excel rồi đó là trong thư mục đã xóa gần đây nè các bạn. Các bạn bấm vô hiện tại máy của Google Oppo thì không có xóa, là những cái tiệp mà file Office nó xóa gần đây các bạn cũng không cần thiết nữa thì các bạn cũng xóa đi ha. Thì cũng nó cũng giúp làm máy chúng ta bớt giật lắc treo đơ rồi nha các bạn. Rồi ngoài ra thì những cái mẹo nhỏ nhỏ thì các bạn cũng biết nè, ứng dụng chạy ngầm nè cũng chạy rất là nhiều, lâu lâu chúng ta vô tắt một cái thì nó cũng giúp máy chúng ta không có chiếm bộ nhớ game thì máy cũng chạy nhanh hơn nha các bạn. Đấy, vậy là Vui Cùng Oppo đã hướng dẫn cho các bạn cách giảm giật lắc treo đơ nha các bạn. Thì cái mà hay nhất là cái chế độ hiệu suất cao nè,
Nếu mà chúng ta cần dùng thì chúng ta bật lên. Khi mà chúng ta thấy nó không cần thiết, không dùng nữa thì chúng ta tắt nó đi. Để máy nó trở về chế độ bình thường thì nó sẽ không có nóng máy và hao pin nha các bạn. Rồi, nếu các bạn thấy hay thì hãy cho Vui Cùng Oppo xin một like thật nhiều bình luận tích cực nha các bạn. Vui Cùng Oppo cũng không biết nói gì hơn là chúc tất cả các bạn thật là nhiều sức khỏe và có thật là nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Xin chào.